Em Tuấn ở đây, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lên sóng để giới thiệu đến các bác tham khảo một cặp bánh carbon mái nhôm, một cái dòng sản phẩm rất là hot trên thị trường hiện nay. Số điện thoại của em Tuấn HD là 0888391992. Bác nào mà ưng cặp bánh này và phù hợp với cái tầm tài chính thì có thể alo cho em Tuấn qua số điện thoại trên các bác nhé, hoặc là nhắn vào Zalo cho em để em cung cấp thêm hình ảnh cho bác để tham khảo ạ. Một cặp Bullet đến từ thương hiệu Campagnolo của Italia. Đây là dòng carbon mái nhôm. Các bác trên thị trường hiện nay các bác rất là ưa chuộng cái dòng sản phẩm này, bởi vì là cái dòng carbon mái nhôm này nó rất là bền. Bản dòng Bullet này là sẽ là cao 5 phân các bác nhé, 5 cm. Đấy, tính cả phần má này là 5 cm này. Và nó cũng đã sẵn lốp của Continental. Lốp này là lốp Continental Grand Prix 4000 S2. Dòng này thì sản xuất tại Germany, lốp sản xuất tại Germany. Đây. Made in Germany các bác nhá, sản xuất tại Đức ạ. Và lốp của nó thì còn gần như là mới tinh luôn các bác nhá. Gần như mới tinh. Chủ cũ người ta mô tả là cái cặp bánh người ta mới sử dụng được có 2 lần thôi. Thì các bác nhìn cái phần lốp này, cái gai trên đỉnh lốp, vân đỉnh lốp nó vẫn còn nguyên. Chỉ bị bẩn một chút thôi các bác nhá. Đây. Vân trên đỉnh lốp các bác nhìn này. Nó vẫn còn nguyên luôn. Em cũng công khai giá luôn. Cặp bánh này em bán là 16.500.000, bao miễn phí vận chuyển toàn quốc. Kiểm tra nhận hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhá. Bullet, một thương hiệu đến từ một thương hiệu của Campagnolo đến từ Italia, bánh xe chính hãng các bác nhá. Đấy, đây là tì bật phía sau các bác này, tì bật của Campa phía sau. Tì zin theo bánh luôn các bác nhá. Tì hình thức thì không một vết chảy luôn. Mà xấu đẹp gì thì em sẽ quay chi tiết để cho các bác tự đánh giá. Đây là tì phía đằng trước ạ. Hai cái ti tháo mở nhanh là theo cả bánh, zin theo cả bánh luôn. Các bác nhìn này, độ mới này. Cả bánh này về thì em cũng chưa có thời gian để vệ sinh. Vẫn còn nguyên bụi đất, bụi bẩn nên là em sẽ quay luôn để cho các bác tham khảo ạ. Em sẽ quay phần bánh trước nhá. Đây là Bullet này. Tem mát các thứ là còn nguyên, không có bị chảy. Dòng này thì tem nó sẽ được dán các bác nhé, tem dán. Đây này. Tem dán và có vẻ như là người ta đã phủ một cái lớp đề can trong lên cái phần tem này. Đây các bác nhìn này. À không, xin lỗi các bác. Đây là cái tem của nó luôn. Tem của nó sẽ không cắt ra từng chữ đoạn chữ này mà là nó sẽ phủ chồm lên, nó sẽ phủ đè lên hẳn ở phía ngoài này, một lớp tem này. Tem trong Bullet. Dòng Campagnolo carbon mái nhôm thì nó có sẽ có hai dòng. Một dòng là dòng Bullet thường, đây là dòng Bullet thường, và một dòng là Bullet Ultra. Bullet Ultra thì sẽ sử dụng bạc đạn ceramic, còn dòng Bullet thường này sẽ sử dụng bi bình thường các bác nhá, bi thường. Nên là giá nó sẽ rẻ hơn. Dòng Bullet Ultra nó sẽ đắt hơn dòng Bullet thường này khoảng từ 5 đến 6 triệu. Đấy là theo giá thị trường hiện tại. Cặp này em bán là 16.500.000. Còn dòng Bullet Ultra thì giá hiện tại nó phải trên 20. Nếu mà cặp bánh đẹp như thế này nó phải trên 22-23 triệu. Một dòng cũng khá là bình dân và rất dễ chơi các bác nhá. Đây là cái phần má của bánh trước các bác này, nhìn này. Má trước nó sẽ có vết. Vết là do một cái quá trình sử dụng thì nó sẽ có vết. Cái này là nó vết cái má thắng nó cà vào nó thành vết bẩn thôi các bác nhá. Đây các bác, em lau này. Em lau nó sẽ hết. Đấy. Còn má thì nó còn đẹp len keng, không có lồi lõm gì cả các bác nhá, gần như là mới. Đùm trước đây con này, đây là đùm trước. Em quay giữa trời nắng nên là điều kiện ánh sáng nhìn nó hơi khó một chút. Đấy, bi các thứ là mượt các bác nhá, mượt không có sượng ạ. Em sẽ quay một vòng này, tem mát các thứ này. Các bác nhìn cái vết ở trên cái phần má kia, nó là một cái vết ở cái má thắng, nó dây vào nhá, dây bẩn mà thôi. Chứ vành nó hầu như là nó mới, nó không có lồ lõm một tí nào đâu. Các bác có thể quyền kiểm tra mà. Hàng đấy các bác quyền kiểm tra. Nếu mà hàng xấu các bác bao các bác quay đầu cho em. Các bác có quyền không nhận hàng nếu mà hàng xấu. Tem là không chảy các bác nhá, chỉ có bẩn thôi. Em chưa vệ sinh. Lốp Germany. Đây là phần mặt đối diện. Mặt đối diện của bánh trước này. Đấy, các bác nhìn cái phần má thắng này. Má thắng nó chỉ bẩn thôi các bác nhá. Các về các vệ sinh các lau đi là nó sẽ như mới luôn. Cả bánh này gần như là cả bánh mới. Người ta mới chỉ chạy có 2 lần thôi. Lốp thì nó chỉ hơi bẩn một chút thôi các bạn.
mã cốt các thứ đầy đủ này. Mã cốt đầy đủ cho các bác. Bao cam kết các bác là hàng chính hãng 100%. Sai em sẽ hoàn tiền cho các bác 100%, không thiếu một đồng nào. Tặng luôn cho các bác cả bánh để các bác sử dụng. Tem mác các thứ này. Không chảy các bác nhé, không chảy một chút nào. Như mới ạ. Bi mượt. Hôm trước các bác có hỏi là cái chân căm nó có chữ không thì em cũng thông báo luôn là chân căm nó có chữ các bác nhé. Đây này. Là chân của căm nó sẽ có chữ này. Chữ nhỏ xíu. Chữ này là chữ SBT. SBT. Đấy, trên cái thông số của chân căm thì nó sẽ có ghi như vậy. Mã cốt các thứ nhé, đầy đủ hết. Lốp đẹp. Lốp mới tinh luôn. Chân van thì người ta cũng lắp sẵn một cái đầu chụp chân van màu đỏ đây các bạn này. Đến từ thương hiệu KCNC. Thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, chuyên những cái phụ kiện đồ chơi khá hay. Những chiếc nhỏ này cũng rất là hay các bạn nhé. Các bạn nào mà lấy thì em tặng, mà các bác không lấy thì cho để lại em. Bánh trước đẹp lắm các nhé. Và đây là bánh sau. Cặp này thì sử dụng cối Shimano và Sarang 11. Đây 11 speed này. Cối Shimano 11 các bác lắp ok. Dầu mỡ ở trên cối vẫn còn nguyên. Đấy. Dầu mỡ còn nguyên này các bạn này. Đùm sau cũng mới tinh luôn các bác nhá. Không có chảy chuộng một tí nào. Bi các thứ là mượt. Đây là viền bánh sau các bác nhìn này. Nó vẫn còn những vết ố bẩn nhá. Chủ người ta đi, người ta chưa vệ sinh, người ta ấy luôn. Các bác về các bác vệ sinh, các bác lau đi nó sẽ sạch. Còn vành bánh các thứ các bác nhìn nó sáng choang, nó phẳng lì luôn. Không có một vết gợn nào luôn. Đó. Cái vết này là vết bẩn thôi ạ. Các bác về các bác lau này. Các bác nhìn em lau một lát là nó sẽ sạch này. Đấy. Hoàn toàn nó là vết bẩn các bác nhá. Các nhìn rõ không ạ? Còn viền bánh các thứ là nó sáng choang, nó đẹp, nó phẳng lì, không có gợn kiếc gì. Bánh sau thì cũng mã cốt này. Mã cốt, vân carbon các thứ này. Đẹp không chảy xước một tí tí nào các bác nhá. Các bác về mà các bác nhìn một vết chảy các bác trả lại cho em. Bánh đường sử dụng đường là 62 x 15C. Độ rộng của vành là 15C. 1,5cm, lốp Continental. Mặt sau của bánh hầu như chỉ bị bẩn thôi các bạn. Cái mặt bên này là cái mặt lắp líp này. Lắp líp thì dầu nó có văng nhẹ đây này. Chưa, em chưa vệ sinh các bạn nhá. Lau thì như mới. Đây này. Không khác gì cả bánh mới luôn. Các bạn nào mà cần vệ sinh thì em sẽ vệ sinh lưa cho các bác trước khi gửi hàng cho các bác. Cặp bánh giá 16.500.000, bao miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Cavagnolo Bullet. Bullet bản cao 5cm, gồm cả là đo, là đo cả phần má thắng này các bác nhé. Từ phần má thắng này lên xuống đây là 5 phân 5cm, kèm sẵn lốp Continental của Đức, sản xuất tại Đức. Đấy. Em sẽ quay thử tiếng cối để cho các bác cùng nghe. Đấy. Cối của dòng Campa Bullet mái nôm này kêu rất là hay các bác nhé, rất là tròn tiếng ạ. Bánh chạy rất trớn, rất bon và tiếng kêu rất là tròn. 16.500.000 bao miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác nào mà quan tâm thì alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại 0888391992. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người ạ.